Hello，新迎各位大家好，阿巴卡巴，我是吴新成，这里语教学的吴老师。那今天呢，因为要教外句，那我继续给大家上一个字，第五章哈。好，那今天我们第五章的主题就是美食。好，第五章的里面我要分享就是啊订餐、点餐、餐厅服务、美食评价、结账、当地小吃。好，那 OK，那现在我们就开始上课哈。 ủ chọn Trường Năm Mày sử Ẩm Thực Tình sản Đặt Món Xin hỏi Gần đây có quán cà phê nào không? Xin hỏi Trình huyền Gần đây Phụ trình Có Dỗ Quán cà phê Cà phê điện Nào nã cửa Không Mà Xin hỏi Gần đây có quán cà phê nào không? Chị quên, Phu Tiên Dỗ kha phê quả mà món ăn ở nhà hàng đó khá ngon. Chúng ta cùng đi đến đó ăn thử nhé. Món ăn phàn chài ở nhà hàng đó chài này có chan thình. Khá ngon vì cho họ Chúng ta quả cùng đến đó y chỉ tàu na lì. Ăn thử nhé. Sự chứ bà. Món ăn ở nhà hàng đó khá ngon. Chúng ta cùng đi đến đó ăn thử nhé. Nà chà than xin tổ quay tao bụt thuộc. Quả mền y chỉ chẳng chẳng bà. Buổi tối tôi muốn đi ăn món Huế Buổi tối quảng sao Tôi muốn đi Vô chẳng chú Ăn món Huế Chứ sân hoa chai Buổi tối tôi muốn đi ăn món Huế Vô hoàn chan chẳng chú đến Xuân hoa thừa sửa chai Xin hỏi dùng bữa có cần đặt chỗ trước không? Xin hỏi chính quên Dùng bữa dùng dùng chan Có cần có suy dọ Đặt y yue Chỗ quay trừ Chứ Thí chị không mà. Xin hỏi dùng bữa có cần đặt chỗ trước không? Chị Nguyễn dùng chan suy giao duy yu duyệt mà. Xin hỏi quán ăn mấy giờ mở cửa? Xin hỏi chị Nguyễn quán ăn phan tiệt mấy giờ chỉ điện mở cửa khai mệnh. Xin hỏi quán ăn mấy giờ mở cửa? Chị Nguyễn tên lý chỉ điện diễn dạ. Tôi muốn đặt một chỗ vào 7 giờ tối thứ bảy. Tôi muốn quá chẳng đặt duy tình một chỗ equator vào tại 7 giờ tối thứ bảy xin chi lưu quan sang chi điện tôi muốn đặt một chỗ vào 7 giờ tối thứ bảy quá sản duy tình nghỉ cửa châu liu quan sang chi điện ở chùa huệ bây giờ còn chỗ không bây giờ trên giải còn hãy dọn chỗ quay trừ không mà bây giờ còn chỗ không xin giải hãy dọn quay mà tôi muốn đặt một phòng vip tôi muốn quá sẵn đặt dự định một phòng VIP Ý trên VIP. Tôi muốn đặt một phòng VIP. Quá dự định ý cơ bảo trẻ. Tôi muốn đặt một phòng VIP nhìn ra hồ. Tôi muốn quá sản đặt dự định một phòng VIP ý trên VIP. Nhìn ra khăn rửa tạo hồ hố chỉnh. Tôi muốn đặt một phòng VIP nhìn ra hồ. Quá chẳng dạo ý chỉnh bảo Trong phòng VIP có TV không? Trong phòng VIP VIP trên lĩ miền có tivi không? Dỗ tên sư mà. Trong phòng VIP có tivi không? Bao trên dỗ tên sư mà. Trong phòng VIP có điều hòa không? Trong phòng VIP在 VIP chạy VIP trên đà miệng. Có điều hòa không? Dỗ khung thảo mà. Trong phòng VIP có điều hòa không? Bao trên dỗ khung thảo mà. Xin hỏi phòng VIP của nhà hàng có yêu cầu mất tiêu tối thiểu không? Xin hỏi, chị Quỳnh, phòng VIP của nhà hàng Chanting the bào chèn có yêu cầu dấu dạo chiếu mức su ửa tiêu sẹo phệ tối thiểu truy tị truy sạo không mà xin hỏi phòng vip của nhà hàng có yêu cầu mức tiêu tối thiểu không? Chị quên bào trên sợ dỗ duyệt tị sẹo phê mà phòng vip của nhà hàng có thể ngồi được mấy người? Chanting the bào chèn có thể khứa dị ngồi chỗ được khứa dị mấy người chị cứ Phòng VIP của nhà hàng có thể ngồi được mấy người. Bao trên khi dịch tôi tôi xảo Chúng tôi tổng cộng có 6 người dùng bữa. Chúng tôi của mình tổng cộng tổng cùng có dỗ 6 người lưu cơ dùng bữa dùng sàn. Chúng tôi tổng cộng có 6 người dùng bữa. Của mình ý cũng dỗ lưu ảnh dùng sàn. Tôi đặt một bàn 4 người. Tôi đặt của duy tình một y bàn chủ tử. 4 người sư Tôi đặt một bàn 4 người. Và duy tiếng là y chang sư rỉnh chỗ Vui lòng hủy giúp tôi chỗ đã đặt trước Vui lòng chỉnh hủy chủy xào Giúp tôi ban quả chỗ quầy trừ đã ý trình đặt duy tình trước thị chén Vui lòng hủy giúp tôi chỗ đã đặt trước Chỉ mang quả chủy xào chưa chén duy tình thả chùa quệ Xin hỏi dùng bữa ở nhà hàng đây có yêu cầu về trang phục không? Xin hỏi trình quyền dùng bữa dùng sàn ở nhà hàng đây trai chỉ cả sàn thinh có yêu cầu dẫu dạo chiếu về quan ngữ trang phục phủ tròn không mà xin hỏi dùng bữa ở nhà hàng đây có yêu cầu về trang phục không trình quên, che cho cha trang thiên dùng chan dẫu cho phụ tròn giao chiếu mà bây giờ có phải xếp hàng đợi chỗ không bây giờ xin chạy có phải sự bộ sự xếp hàng thải tuệ đợi tầng hậu chỗ quầy trừ không mà bây giờ có phải xếp hàng đợi chỗ không Xin chào, suy giao tầng quay mà. Xin hỏi, có thể gọi món trước không? Xin hỏi, chính quên, có thể khứa gì? Gọi món tẹn trai trước thị chén không mà. Xin hỏi, có thể gọi món trước không? Chính quên, khứa gì thị chén tẹn chài mà. Tẹn chài, gọi món. Xin chào, bây giờ tôi muốn gọi món. Xin chào, ní hậu, bây giờ xin chào. Tôi bỏ muốn giàu gọi món tẻn chài Xin chào, bây giờ tôi muốn gọi món Ní hậu của xin chào giao tẻn chài Làm ơn đưa cho tôi cái thật đơn Cảm ơn Làm ơn chị đưa cho tôi cái quả, Cái lẹn sữa thực đơn chài tàn Cảm ơn Xì, xì. Làm ơn đưa cho tôi cái thật đơn Cảm ơn Chị cái gọi y phần chài tàn xì, xì Xin hỏi có thực đơn bằng tiếng Trung không? Xin hỏi chính quyền có dậu thực đơn chai tan bạn sử dụng tiếng Trung trung quyền không mà? Xin hỏi có thực đơn bằng tiếng Trung không? Chính quyền dậu trung quyền chai tan mà? Một lát nữa tôi sẽ gọi món. Một lát y hỏa sau hậu nữa chạy tôi của sẽ chiều dọc gọi món tẻn chạy. Một lát nữa tôi sẽ gọi món. Và sau hậu chiêu tẻn đây đều là món ăn truyền thống của Việt Nam, phải không? Đây đều là chờ tô sự, món ăn truyền thống của Việt Nam, duyên nản tờ choán thống thải, phải không? Tuổi mà, đây đều là món ăn truyền thống của Việt Nam, phải không? Chờ xe tổ sự duyên truyền thống thải mà. Anh vui lòng giới thiệu cho tôi món ăn được yêu thích nhất ở đây. Anh cư cỡ, vui lòng chỉ giới thiệu chia cho tôi kể quả món ăn Tài được yêu thích nhất Chuy sâu tao đã hoan diện ở đây Chè chơi, chơi lì Anh vui lòng giới thiệu cho tôi món ăn được yêu thích nhất ở đây Cơ cỡ chính nị thuê trên ý xa lì chơi sâu hoan diện đặt Tôi không kinh kỵ đồ ăn nào hết Tôi không mấy dỗ Kinh kỵ chi khẩu Đồ ăn sử vụ Nào cơ cả, anh, hậu, chơi lì wo, wo là hạ 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 và mấy dấu chi khẩu tật sử vụ Tôi thích ăn dâu Không thích ăn thịt Tôi thích Vô Ăn dâu Chứ sụ Không thích Vô sĩ hoàn Ăn thịt Chứ râu Tôi thích ăn dâu Không thích ăn thịt Vô sĩ hoàn chứ sụ chạy Vô hoàn chứ râu Tôi bị dị ứng với hải sản Có món nào khác không? Tôi Vô bị bèo sư bay tổng Dị ấn cua miễn Với Cần Tuệ hải sản, hải sản có dẫu món chải nào nạ cửa khác chỉ thả không mà tôi bị dị ứng với hải sản có món nào khác không và tôi hỏi xem cô miệng do bây giờ chỉ thả đã chải cứ thuê trên mà món này với món kia có gì khác nhau món này cho táo chải với cần món kia na tao chải có gì dẫu sầm mà khác nhau chuyển biệt món này với món kia có gì khác nhau cho tao thải khứa na tao chạy giờ xong rồi truy về nữa món ăn nào phù hợp với người già món ăn nào na cỡ thải phù hợp sư hữu với cân người già lão nén rến món ăn nào phù hợp với người già na tao chạy cân sư hừa lão nén tôi muốn món này món này và món kia tôi muốn quả sáng dò món này cho tao xài món này cho tao xài và hứa món kia là tao xài tôi muốn món này món này và món kia quá sàn giao chưa cỡ chưa cỡ hãy dọn nà cỡ cho tôi món giống của họ cho tôi cái quả món xài giống ý rằng của tợ họ tham mình cho tôi món giống của họ Tên ý phân họ tham mình ý rằng đã xài có món ăn nào thanh đạm một chút không? Có dỗ món ăn chạy san nào nả cửa thanh đạm trinh tàn một chút ý dạ không mà có món ăn nào thanh đạm một chút không dầu mấy dỗ trinh tàn xia đã chạy cứ gì thuê trên mà tạm thời thế đã tạm thời trạng sử thế chờ rằng đã gửi ký chút tạm thời thấy đã trạng sử chiều chờ Chúng tôi đói rồi, vì anh lên món nhanh một chút. Chúng tôi đói rồi, của mình ưa lỡ, phiền, má phán, anh, cưa cỡ. Lên món, sẵn chạy, nhanh, khoai, một chút, đi để. Chúng tôi đói rồi, vì anh lên món nhanh một chút. Của mình ưa lỡ, mà phán, chỉ khoai, sẵn chạy. Xin hỏi, phải đợi bao lâu thì có thể lên món? Xin hỏi, chị quên. Phải, dạo, đợi, tận tại, bao lâu, tuổi triệu, thầy chịu có thể, khứa dị lên món sẵn Xin hỏi phải đợi bao lâu thì có thể lên món? Chỉ quên tôi chịu nắng sẵn Bây giờ có thể lên món luôn rồi. Bây giờ sen dài có thể khởi gì? Lên món sẵn Luôn rồi chứ cơ duy chi trụ tự hạ chật sư khoai thì giờ ha hậu bây giờ có thể lên món luôn rồi chứ xem trai cứ sang trai rồi tôi ăn nước mắm không quen làm ơn thay bàn xì dầu giúp tôi Tôi ăn quả trừ, nước mắm, dưới lụ, không quên bu sĩ quan. Làm ơn chỉnh mã phán, thay hoàn cân hoàn bằng sử dụng à, hoàn chấn, xì dầu trang dỗ, giúp tôi băng quả. Tôi ăn nước mắm, không quên. Làm ơn thay bằng xì dầu giúp tôi. Và bù quán, phán, quả trừ bu quản dưới lù, mã phán băng quả hoàn chấn trang dỗ. Xin hỏi món này có cay không? Xin hỏi, chỉnh quên. Món này cho đậu xài có cay không à, dẫu là mà xin hỏi món này có cay không trình quen cho đậu xài là mà đừng thêm ớt nhé đừng bía. thêm phạn chả ớt là chảo nhé duy chỉ trụ sữa đừng thêm ớt nhé trình bố giàu ra già là chảo đừng cho đường vào nhé đừng bịa cho đường phạn thẳng vào trình trụ nhé bạn đừng cho đường vào nhé Chị mũi dầu phân thận Có suất ăn dành riêng cho trẻ em không? Có dỗ suất ăn thảo thành dành riêng ở thư liệu, choán liệu cho trẻ em cậy ở thống không mà có suất ăn dành riêng cho trẻ em không dầu ở thống thảo thành mà ở đây có suất ăn cho hai người không ở đây chơi lý có dỗ suất ăn thảo thành cho cậy hai người lẹn cơ rỉnh không mà ở đây có suất ăn cho hai người không cho lý do mấy dỗ xoan rỉnh thảo chan mà xin hỏi có rượu vang đỏ không xin hỏi chị quên có dỗ rượu vang đỏ ở không chịu không mà xin hỏi có rượu vang đỏ không chính quên dẫu không chịu mà hoa quả chán miệng sau bữa ăn được miễn phí à hoa quả suy của chán miệng thiến điện sau hậu bữa ăn phản chai được khứa dị miễn phí miễn phí à mà hoa quả chán miệng sau bữa ăn được miễn phí à phan hậu suy của sư si miễn phí sung ta mà có đồ ngọt chán miệng không có dậu đồ ngọt chán miệng thèn phịn không mà có đồ ngọt chán miệng không dậu thèn phịn mà làm ơn giới thiệu một vài đồ uống ngon làm ơn chị giới thiệu chè sảo một vài ý xe đồ uống nhìn lèo ngon hậu hở làm ơn giới thiệu một vài đồ uống ngon kẻ kéo men thay trên ý xe hậu hở là nhìn lèo bạn cho tôi một cốc sữa chua cho tôi cái quả một cốc ý bày sữa chua soạn nại cho tôi một cốc sữa chua và dao ý bày soạn nại cho tôi một chai bia hà nội cho tôi cái quả một chai bia y phỉnh phí rượu Hà Nội hở này cho tôi một chai bia Hà Nội cái quả lại y phiền hở này phí chỗ cho tôi một cốc trà sữa gói mang đi cho tôi cái quả một cốc trà sữa đi bay nại trà gói tạ bào mang đi tại chỗ cho tôi một cốc trà sữa gói mang đi quả dâu bay nại trà tạ bào tại chỗ Chan trình phục vụ phục vụ nhà hàng làm ơn thêm một chỗ nữa làm ơn chị thêm trả một ý chỗ chật sự quay hai chữ vị trí nữa à làm ơn thêm một chỗ nữa ban mạng chạy của quầy trừ làm ơn cho tôi một ghế trẻ em làm ơn làm ơn cho tôi chỉnh cái quả một ý ghế ý tự trẻ em ở thống làm ơn cho tôi một ghế trẻ em cứ gì cái quả mình ý cưa ở thống chỗ gì mà có thể đổi chỗ được không có thể khứa gì đổi chỗ hoàn của quầy trừ được không khứa gì mà có thể đổi chỗ được không khứa gì hoàn cờ chùa quầy mà Đầu ăn đã lên hết chưa Đầu ăn tại sử vụ đã ý trình lên cho sư sang chờ đại sư lên đồ ăn hay cho sư sang tại hết cho sư quán chật sư toàn bộ cho sư chuyển bù chưa mà Đồ ăn đã lên hết chưa? Chứ sư Wà mên tạo thai sang chỉ là mà Anh có thể dạy tôi cách ăn món này chứ? Anh nị cơ cơ Có thể khớ gì? Dạy tôi chào quả Cách chứ sư phương pháp Ăn chứ Món này cho tạo thai chứ mà Anh có thể dạy tôi cách ăn món này chứ? Cơ cơ Nị khớ gì Cho quả Chứ mà chứ cho tạo thai mà Vui lòng cho tôi thêm một bộ bát đũa vui lòng chuyện cho tôi cái quả thêm trả một tỷ bộ cho sự giờ là bát đũa cho sư quản khoai giờ là trên cho một bộ bát đũa chữ cho ý ok ha cái quả ý thầu chu vui lòng đổi cho tôi một bộ bát đũa sạch vui lòng chuyện đổi cho tôi hoàn kể quả một bộ ý thầu bát đũa chứ sư tham Sạch hoa thao đã Vui lòng đổi cho tôi cái thìa Vui lòng chỉnh đổi hoàn cho tôi cái quả Cái thìa thẻo cân 6 à, chữ cái quả hoàn cân Cho tôi một bát cơm trắng Cho tôi cái quả một y Bát quả cơm trắng mỹ phản Cho tôi một bát cơm trắng Lái y quả mì phàn cho tôi một cốc nước nóng, cho tôi cái quả một cốc ý bày, nước nóng rửa sợi, quả giao ý bày rửa sợi. Cho tôi một gói giấy ăn, cho tôi cái quả một gói ý bào, giấy ăn chan chín chữ, chình cái quả ý bào chan chín chữ. Tôi rời đây một chút, đừng dọn đồ ăn của tôi. Tôi quả rời Lý Khai, đây trợ lý một chút ý chả. Tôi rời đây một chút, quả chan chín Lý Khai chùa quầy Đừng bủ dọn dọn sâu tổ đồ ăn sử vụ của tôi của tôi giờ đây một chút Đừng dọn đồ ăn của tôi và chăn sử lý khai chủ quầy chỉnh bủ dọn bạc chai sâu tổ xin lỗi đây không phải món tôi gọi xin lỗi Trình quyền đây chợ sử không phải bủ sử món chai tôi gọi ở quá tiện đó Bố hỏi gì sửa chưa bù sửa quá tiện đó chai tôi muốn gọi thêm món tôi muốn hóa gọi à uh, chào kiện thêm chả món chai tôi muốn gọi thêm món quá chậm chả chai có găng tay dùng một lần không có dầu găng tay sổ thọ dùng một lần dùng ít sự không mà có găng tay dùng một lần không Dầu ý sự xin sổ thọ mà tôi muốn một ít đá tôi muốn quá một ít ý chả đá bình khoại Tôi muốn một ít đá gói chàng giao ý xa bình khoại Vui lòng dọn rác trên bàn này giúp tôi Vui lòng chỉnh dọn sâu sự rác lửa sợ trên bàn chua chữ sạng này chưa cỡ giúp tôi à, băng bỏ Chỉnh băng bỏ sâu sự xa chua chữ sang là lửa sợ Gói lại giúp tôi Gói lại tả bào giúp tôi à, băng bỏ Chỉnh băng bỏ tả bào Mày sứ phỉnh giả Đánh giá món ăn Nhà hàng này vừa sạch sẽ vừa rộng Nhà hàng này chỉ gật sàn thình, Vừa dầu, sạch sẽ càng chỉnh Vừa dầu, rộng khoán trọng Chợ chà sàn thình, dầu càng trình dậu khoán trọng Nhà hàng này là nhà hàng nổi tiếng trên mạng Điều kiện rất tuyệt Nhà hàng này chỉ cật sàn thình, là nhà hàng nổi tiếng trên mạng, sứ quản sang chu mình tập san thình, điều kiện theo trên rất tuyệt hấn hậu Cho chà chan thịnh sư quản hổm chan hoàn chiến hấn hậu nhà hàng này có rất nhiều khách đến ăn nhà hàng chan thịnh này chưa cỡ có rất nhiều dấu hẳn đồ khách khơ đến ăn lại chưa nhà hàng này có rất nhiều khách đến ăn Cho cha chan thịnh dấu hẳn đồ lại chưa cỡ. món ăn trông thơm ngon quá để tôi chụp tấm ảnh đã món này cho tao thai trông khan chỉ lại thơm ngon hẳn họ chứ quá hẳn để tôi răng quả chụp phải tắm ảnh ý trong cho phép đã bạc món ăn trông thơm ngon quá để tôi chụp tắm ảnh đã cho tao thai khan chỉ lại hẳn mỹ quầy quả phải cơ trọ món này ngon phết đấy món này cho tạo thai ngon họ chứ phết chứ hẳn đấy bạn Món này ngon phết đấy, cho tao chài, quay tao chân bụ thổ. Trong này thêm rất nhiều hương liệu, thật thơm quá. Trong này lì men thêm cha, rất nhiều hần tùa. Hương liệu, xiang liệu, thật thơm quá, chân xiang à. Trong này thêm rất nhiều hương liệu, thật thơm quá. Chớ lì men phán là hần tùa xiang liệu, chân xiang Món này nhiều quá, một người ăn không hết. Món này cho tao chài nhiều quá hận tụa một người ý cứ ăn không hết chưa bụ món này nhiều quá một người ăn không hết cho tạo sai tập phần lượng phải chẳng tạ ý cứ rỉnh chưa bụ các món ở đây ít quá các món ở đây chưa lịch tập thay bình ít quá thay sảo lợ các món ở đây ít quá chưa cha tiên tập sai bình thay sảo lợ đồ ăn ở đây hơi đắt đồ ăn ở đây chưa lịch tập sử vụ hơi đắt dấu đèn quệ đồ ăn ở đây hơi đắt cho cha chai cha cửa dấu đèn chảo quệ món ăn của nhà hàng này bình thường món ăn của nhà hàng này chưa cha chan thiên đặt bình thường ý bạn bạn món ăn của nhà hàng này bình thường chưa cha chan đặt sai quay tỏ ý bạn tôi thấy đồ ăn ở đây là đồ ăn Việt Nam chính cống tôi thấy quả chuối đó đồ ăn ở đây chưa lịch đặt sự vụ là sự đồ ăn Việt chính cống dưới hình ảnh chân chung tạo thai. Tôi thấy đồ ăn ở đây là đồ ăn Việt Nam chính cống Qua chơi đó cho tạo dưới hình ảnh thải khẩn trần Món này rất ngọt, rất phù hợp với những bạn thích ăn đồ ngọt Món này rất ngọt, Cho tạo sai hẩn khiến Rất phù hợp, khẩn hứa sự với cân những chị ạ. À? Bạn phóng dầu, thích ăn đồ ngọt, sĩ hoan trừ thén sứ Món này rất ngọt, rất phù hợp với những bạn thích ăn đồ ngọt. Cho đào thai hẳn chén, phê chẳng sư khứa, ai chưa thêm sư tập hồn dụng. Món này có vị hơi lạ. Món này cho đào thai có dỗ, vị quay tạo, hơi, dấu đen sầu quay, lạ, chỉ quay. Món này có vị hơi lạ, cho đào thai được quay tạo, dấu đèn chỉ quay. Mắm Việt Nam ngửi thì hồi, nhưng ăn lại rất thơm. Mắm dữ lụ. Việt Nam dưới nán ngửi quến thì chịu hôi chậu nhưng ta sự ăn chỉ lại dài rất thơm hình dạng mắm Việt Nam ngữ thị hồi duyên ăn từ dưới lù muốn chỉ lại hình chậu nhưng ăn lại rất ngon ta sự chỉ lại hình dạng món ăn này ngon quá cho tôi thêm một suất nữa món ăn này cho tao xài ngon quá hẳn họ chữ cho thôi thêm chính cha cái quả một suất nữa ý phần bạn món ăn này ngon quá cho tôi thêm một suất nữa cho đào trai thay họ chưa lỡ và giao chai để phân món ăn này ngon quá cho tôi thêm một suất nữa món ăn này cho đào trai ngon quá hấn họ chưa cho tôi cái quả thêm chà, một suất ý phần nữa bạc. món ăn này ngon quá cho tôi thêm một suất nữa cho đào trai thay họ chưa lỡ và giao chai để ý phần. rau và thịt của nhà hàng này đều không được tươi rau sụ xài và hứa thịt rau lệnh, của tợ nhà hàng này chưa gặp sàn thình đều tổ không được bụ tươi xin xịn rau và thịt của nhà hàng này đều không được tươi chờ cha tiền tạ sụ xài khửa rau lệnh, tô bú câu xin xịn tôi có thể đưa ra ý kiến đối với các món của nhà hàng được không tôi có thể hoặc khởi đưa ra thí chủ ý kiến ý kiến Đối với tôi gửi các món ăn của nhà hàng, phan quản tờ thai phiền, được không khởi gì mà. Tôi có thể đưa ra ý kiến đối với các món của nhà hàng được không? Hoặc khi gì tuệ thai phiền thị trù y mà. Trẻ tròn, tính tiền, hỗ trợ sư, thanh toán. Em ơi, thanh toán. Nè, em tôi, đúng không? Đúng không? Tôi. Tôi là em dư sư cơ ti mệt hùng chân ha hậu nay chỉ là em À, si, Chứ si, si, mẹ thông sư si, si, Phục vụ viên Thanh toán Em ơi Thanh toán vũ, luôn, Tất cả bao nhiêu tiền Tất cả Tổng cộng Bao nhiêu tiền Tối chém Tất cả Bao nhiêu tiền ỉ cung Quầy thu ngân ở đâu Quầy thu ngân Sâu diễn thái Ở đâu Quầy thu ngân ở đâu sau yên thái trên nợ lị tôi muốn dùng tiền mặt để thanh toán tôi muốn dùng của sản dụng tiền mặt senjin để quay lại thanh toán trừ phụ tôi muốn dùng tiền mặt để thanh toán của sản dầu senjin trừ phụ cho tôi hai cái hộp để gói mang về cho tôi cái quả hai cái hộp làm cửa tự để gói tạ bào mang về khoại trừ cho tôi hai cái hộp để gói mang về hóa sản dầu làm tạo bao, bào Hôm nay dùng bữa thật vui. Hôm nay chín hên dùng bữa dùng than thật vui chân dữ khoại. Hôm nay dùng bữa thật vui. trên Hen dùng than khẩn dữ khoại. Cảm ơn sự phục vụ nhiệt tình của các chị. Cảm ơn cảm chị ạ. Sự phục vụ phú và sự nhiệt tình ngựa chính của tợ, các chị trẻ trẻ mình. Cảm ơn sự phục vụ nhiệt tình của các chị. Cảm ơn các chị trẻ tang ti xào chử món ăn vặt địa phương xin hỏi món ăn vặt ở đâu nổi tiếng xin hỏi chính quen món ăn vặt xào chử ở đâu che nhở nổi tiếng chủ miệng dò miệng xin hỏi món ăn vặt ở đâu nổi tiếng trình quen đã lìa ra xào chử bị treo sầu hoa nhỉ đây là vì gì đây là chờ sự vì gì ở à sự đây là vì gì cho sự sự mâu cho tôi một bát bún riêu cua. Cho tôi cái quả một y bát quản bún riêu cua. hậu na bún riêu cua chứ sư duyên đã ý tạo chạy hả? na bún sư mỹ phẩm. hậu sư mạo xã. cua sư bún cua sư Cho cả hậu. Nà, cho tôi một bát bún riêu cua chứ sư giao y quản xã đóng gói cái này giúp tôi được không? đóng gói tà bao cái này chưa cỡ giúp tôi băng quả được không khởi gì mà đóng gói cái này giúp tôi được không nóng muốn nóng băng quả bà chưa cỡ tà bao mà tôi chọn xong rồi làm ơn tính tiền cho tôi tôi chọn xong rồi quá xoan hậu là làm ơn chị tính tiền trẻ chẳng cho tôi cái quả tôi chọn xong rồi làm ơn tính tiền cho tôi quá sen hậu là chị xoay xa ý công tôi xảo chuyện nem dán nem dán phân chuyển bún chả bún chả khẩu gốc phận phở bò phở bò nếu gốc phận phở gà phở gà chi gốc phận bánh tôm bánh tôm xa biển bánh mì Việt Nam Việt Nam, Việt Nam men bao chè thập cẩm sữa chín thẻn bánh đậu xanh